nhúng lửa bằng lá dừa nhúng cửa theo kiểu truyền thống. Đưa cái lá dừa anh coi thôi. Có cuốn đi. Mày bắn luôn bắn bởi những Tàn tích, nhúng lửa dính lọ tùm lum chưa. Cái này này đưa quẹt cho mặt con Thư là dưới mặt con Thư dính lọ luôn. Đưa mặt cho Bảo đây quẹt miếng ngay. Cho dính lọ vô coi. Đây, người đẹp châm lửa. Đi này trong vợ. Đi này trong vợ. Nhảy trong vợ. Lấy lá dừa vô gì chút Bảo. Lá dừa. Ừ. Trời ơi, lấy gì lấy con cọng gì? Con của em, con của em, của em. Lấy cái khác đi. Con em gãy em câu cá à. Thì lấy cái khác đi. Cái nào có gì cũng cự lộn được nữa. Bên đây sáng quá nè. Đi bẻ 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 lại bẻ lại. Đâu. Ở bên đây người đẹp chùm lửa, bên kia người đẹp bằng cỏ. Thấy không, bây giờ cháy là thương, thấy không? Đâu cần rẻ chi cho cực khổ vậy thôi. Cá gì mà? Dạ có. Ngon. Không ai mãi chơi không? Không. Sao không? Không. Qua ăn cho vui. Đồ không không nướng thịt cho Bảo ăn luôn. Dạ. Ê để đó đi. Nướng cho. Câu cá đó. Ừ mày câu tới mốt cũng chưa có con cá nào nữa. Xạo. Không tin. Má mày thấy mà. Cái gì vậy? Con cá. Trời ơi, hai con. Chút đâu có tình bẻ lại cho Thư, thấy không? Phà phà luôn. Cảnh nó đẹp quá. Thấy không? Lửa cháy phần phần luôn rồi. Bảo ơi đứng lên nè Bảo. Bảo ơi đứng lên coi Bảo. Bảo ơi. Con cao vô nó dính diện á. Xong rồi đi mang dép vô. Đi mang dép. Ừ.